Bình Ngọc Hà xin mến chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng Bình Ngọc Hà xem và trải nghiệm máy xúc Hitachi múc cát lên xe ô tô tải và xe ô tô tải chở cát. Xin mời các bạn cùng xem. Máy xúc Hitachi EX20U này rất là khỏe. Bánh xích.
Vừa rồi các bạn đã cùng Bình Ngọc Hà xem và trải nghiệm máy xúc Hitachi múc cát lên xe ô tô tải. Cảm ơn các bạn đã xem video và theo dõi kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.